Xin chào quý vị và các bạn, tôi là nhà báo Quý Lâm, là sáng lập của tập đoàn truyền thông Maya, và hôm nay thì rất là vui gặp thầy Nguyễn Thái Duy, một cái người đã mở cái trung tâm vườn ươm doanh nhân về đào tạo khởi nghiệp. Chúng ta sẽ trao đổi về cái chủ đề là đào tạo về khởi nghiệp, một cái vấn đề rất là hot trong cái giai đoạn hiện nay. Vâng, xin chào thầy và xin thầy cho biết cái việc đào tạo về khởi nghiệp trong thời điểm hiện nay có những vấn đề nên lưu ý. Rất là vui thì mình bắt đầu từ năm 2009, năm 2010 là những cái thời điểm đó là mình bắt đầu là mình đã mong muốn khát khao giúp cho nhiều em có một cái tư duy gọi là ra làm chủ doanh nghiệp chứ không phải chúng ta học ra làm công. Thì thời đó là bắt đầu thì lâu lâu cũng có những cái nghe những cái chương trình là chia sẻ khởi nghiệp, ví dụ như là những bạn nào mà học thời đó mà đam mê khởi nghiệp thì các bạn hay thấy cái chương trình của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO họ triển khai qua, nhưng mà triển khai đó là phần nhiều là các cơ quan nhà nước, cụ thể là VCCI, Phòng Thương mại và Công nghiệp. Thì những cái người mà triển khai đó thì phần nhiều là các cái thầy giáo đã có học vị thạc sĩ tiến sĩ rồi đó, triển khai những cái chương trình đó. Và mãi gần đây thì một số cái trung tâm đào tạo tư nhân ra và họ cũng dạy về khởi nghiệp. Vui nhất là năm 2016, chính phủ của chúng ta quyết định ra một cái chương trình là quốc gia khởi nghiệp. Nó là mới vận động các cơ quan, tỉnh thành, báo chí, truyền hình. Ồ, các bạn bây giờ mà nó thành cái phong trào, thì bây giờ khởi nghiệp nó thành một cái phong trào, điều đó nó rất là tốt. Nó đưa cái tư duy để chúng ta biết rằng là ngoài cái con đường chúng ta học ra, chúng ta đi làm công, thì chúng ta còn có một con đường khác. Nếu chúng ta đủ yêu, đủ cái máu khát khao, đủ đam mê, thì chúng ta sẵn sàng chọn một cái con đường, đó là con đường ra khởi nghiệp, sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp, làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp. Thì cái phong trào đó nó đưa đến một cái luồng gió mới cho cái người trẻ của Việt Nam, cho cái giới kinh doanh của Việt Nam. Bởi vì chúng ta, các bạn thấy chúng ta có một cái thế hệ bắt đầu từ khi mà đất nước chúng ta đổi mới, chúng ta có một thế hệ, những thế hệ đã đi trước là như là anh Vũ Trung Nguyên, anh Đồng Nguyên Đức, ok chưa? Hàng loạt các cái doanh nhân ở Sài Gòn này từng bước họ đã kinh doanh thành công. Tuy nhiên các bạn thấy nó có cái độ hẳn, nó có cái một cái độ hẳn là cái thế hệ trẻ gần đây nó chưa kịp và nó chưa có một cái thế hệ kế thừa. Các bạn thấy có nó có độ đó mà đồng ý là nghe là khởi nghiệp rất là nhiều, tuy nhiên để cái sự thành công đột phá thì nó chưa thực sự nhiều, cũng có nhưng mà chưa thực sự nhiều. Nó là cái phong trào này nó giúp cho chúng tạo ra một cái thế hệ không phải như thế hệ anh nữa mà nhiều hơn nữa, khát khao hơn nữa và phải đi ra thị trường quốc tế nữa, không phải trong nước mà ra thị trường quốc tế. Và chính cái phong trào đó nó làm cho chúng ta nhộn nhịp, báo chí truyền hình đưa chương trình rất là nhiều, và hiện tại thì nó cũng đang tạo ra một cái làn sóng, một cái mặt trái đó là cái làn sóng nhà nhà muốn khởi nghiệp, người người muốn khởi nghiệp, rồi ai cũng thích đào tạo khởi nghiệp hết. Nó tạo ra cái làn sóng. Tuy nhiên cái việc mà đào tạo khởi nghiệp ở đây mình muốn nói tới một cái góc độ khác là chúng ta cần phải bài bản hơn. Chúng ta cần phải có những cái giai đoạn, ví dụ là có những bạn họ đang là sinh viên, họ muốn khởi nghiệp thì họ phải bắt đầu đi từ đâu. Có những bạn họ đã đi làm công vài năm rồi thì họ phải bắt đầu đi từ đâu. Có những bạn thì họ không có tiền thì họ phải bắt đầu họ đi từ đâu. Có những bạn thì đã có vốn rồi thì chúng ta phải bắt đầu từ đâu để chúng ta không phải mất vốn. Có những bạn là những bà mẹ bỉm sữa thôi, ở nhà nuôi con, vậy thì làm sao chúng ta vẫn bắt đầu cái công việc kinh doanh để chúng ta có thu nhập. Các bạn thấy không ạ? Chúng ta cần phải có một cái bức tranh và đi cụ thể vào từng cái chi tiết. Tuy nhiên cái cách của mình trong những năm qua là mình luôn khuyên các bạn hãy bắt đầu từ những khoản tiền rất là ít, và chúng ta bắt đầu từ vị trí chúng ta đang đứng. Chúng ta dù là đang là sinh viên, đang là bà mẹ bỉm sữa, hay là dù là các bạn đã thất bại rất là nhiều lần, tuy nhiên các bạn biết cách thì các bạn vẫn cứ khởi nghiệp thành công được. Cái điều là chúng ta phải biết cách, mình nói cái từ đây là biết cách. Nếu chúng ta không biết cách chúng ta không thể lái xe được, còn nếu chúng ta biết cách chắc chắn chúng ta lái xe được.
dù bạn đang là phụ nữ hay là bạn là người trẻ tuổi, bạn vẫn cứ lái xe được nếu bạn biết cách. Cảm ơn cái câu hỏi rất là tuyệt vời của nhà báo Quý Lâm. Vâng, được biết thì vườn ươm doanh nhân Bee Training thì đã đào tạo trên 100 khóa học rồi trong gần 10 năm qua, và cũng có đến khoảng trên 100.000 người đã học qua. Đúng rồi. Và tất nhiên là ở trung tâm của thầy Duy đã rút ra được nhiều cái bài học. Trong đó thì thầy có thể cho biết những cái bài học cốt yếu nhất mà trung tâm có thể mang lại cho những người khởi nghiệp, để họ có thể là tránh bớt những cái thất bại đau thương, mà có thể là bớt đi những cái nguy cơ và có thể là phát triển được cái doanh nghiệp của mình. Đúng rồi. Đã nói cái từ khởi nghiệp, khởi mà là khởi sự một cái gì đó, nghiệp, thì thật sự là cái từ khởi nghiệp nó như thế nào ạ? Mình hãy nói ví vào cái từ khởi nghiệp theo một cái từ khác, là mà nó là khởi nghiệp đừng có nghĩ gì nó to lớn, nghĩa là tự giúp mình, tự cứu mình trước khi ông trời cứu, tự cứu mình trước khi ai đó cứu. Chúng ta ra học ra trường thì có thể là chúng ta chọn cái con đường đi làm công. Làm công là gì ạ? Chúng ta đi làm việc ở một nơi nào đó, có công ty họ lo hết, họ tự đi tìm việc hết, chúng ta cứ xử lý công việc là mỗi tháng chúng ta có tiền, thì cái con đường là con đường làm công. Con khởi nghiệp là gì? Chúng ta bước đầu tiên đừng nói to nó lớn đó, chúng ta tự gì, tự nuôi được mình đã, tự đi tìm khách hàng, tự làm, tự nuôi được mình đã. Nó làm mà nó là cái bước đầu tiên của ra khởi nghiệp, là các bạn hãy bắt đầu nhỏ, bắt đầu nhỏ, bắt đầu nhỏ để gì? Tại vì chưa đã nói là khởi mà, khởi sự một cái gì đó, bắt đầu nhỏ, bắt đầu nhỏ để gì? Để nó có sai thì chúng ta điều chỉnh, sai thì chúng ta điều chỉnh. Còn cái sai lầm của rất nhiều bạn hiện tại là chúng ta bắt đầu lớn. Như thế nào là bắt đầu lớn? Ví dụ như tuần rồi mình có gặp một cái bạn vốn liếng là có 300 triệu, ok, mà bạn ra bạn mở một cái quán ăn, cái quán trà sữa chứ, nội ra nó hết là nó hết 250 triệu rồi, còn cái 50 triệu thì cái chi phí duy trì cứ 3 tháng nữa cái hết tiền, khách nó chưa kịp biết luôn, chúng ta đã hết tiền rồi, nên chúng ta phải dừng cuộc chơi. Các bạn thân dung, chúng ta đầu tư rất là lớn để mà chúng ta không còn được cái tiền để chúng ta duy trì, khách chưa kịp biết đã chết rồi, thì cái đó là cái sai lầm số 1. Sai lầm số 1 là chúng ta bắt đầu nó lớn quá, mà chúng ta phải bắt đầu nhỏ xíu thôi, nhỏ thôi đó, để chúng ta có cái điều chỉnh rút kinh nghiệm. Cái thứ hai là hãy dành thời gian để gì ạ? Để hiểu cái kiến thức và tư duy về khởi nghiệp. Các bạn không chịu đi học, các bạn nó có một cái nghịch lý là đi học cái toán các bạn sẵn sàng dành 4 năm để các bạn đi học, nhưng đi học khởi nghiệp thì các bạn lại không dành cái thời gian nào. Các bạn thấy các bạn không có cao bằng, hoàn toàn không có cao bằng. Cái toán nó là một cái kỹ năng thôi, cái toán nó chỉ là một cái kỹ năng thôi, mình gọi là kỹ năng chuyên môn. Kỹ năng chuyên môn là nó theo hàng dọc, ok chưa? Các bạn phải hiểu sâu lên thì các bạn mới làm được. Còn kinh doanh là các bạn phải hiểu rộng, nó theo hàng ngang. Kế toán bạn cũng phải hiểu một ít, quản lý nhân sự bạn phải hiểu ít, bán hàng cũng phải hiểu, marketing cũng phải hiểu, quản lý là các bạn nó theo hàng dọc. Là người làm chuyên môn kế toán là các bạn phải hiểu sâu, còn người làm kinh doanh là các bạn phải hiểu rộng. Các bạn thấy hai cái góc độ nó rất là khác nhau. Thì mà nói là các bạn dám dành 4 năm các bạn học cái đó, các bạn chỉ cần dành 2 năm vừa học vừa làm kinh doanh thôi, các bạn sẽ chắc chắn các bạn thắng. Cái lý do lớn nhất mà chúng ta ra thất bại khởi nghiệp đó là chúng ta thiếu cái kiến thức và thiếu cái tư duy. Mà cái đó là cũng nguyên tắc trong cuộc sống đâu. Các bạn thiếu kiến thức về lái xe và thiếu cái kỹ năng về lái xe, các bạn chắc chắn các bạn không lái xe được. Các bạn thiếu kiến thức về lĩnh vực gì là chắc chắn các bạn không làm việc đó được. Nguyên nhân chúng ta không khởi nghiệp được, chúng ta không thất bại vì chúng ta thiếu cái kiến thức. Cái đó là lý do thứ hai. Cái lý do thứ ba là chúng ta khởi nghiệp thất bại là bởi vì chúng ta cứ chờ có tiền, chúng ta cứ chờ có tiền ở đâu đó mà chúng ta có nhiều người mình ví dụ này, có nhiều người cứ nói nè, tại sao đây được? Dạ em chưa có tiền, nên chưa có tiền nên không ra khởi nghiệp, mà không ra khởi nghiệp nên không có tiền, không có kia có tiền nên không ra khởi nghiệp. Nó họ cứ lòng vòng những cái câu đó, hoặc là họ nói là họ chờ có kinh nghiệm, chờ có kinh nghiệm nên không ra khởi nghiệp, mà không ra khởi nghiệp nên không có kinh nghiệm, mà không có kinh nghiệm nên không ra khởi nghiệp. Nó là các bạn ơi, chờ cuối cùng không khởi nghiệp được. Các bạn nhận ra điều này, những cái lý do nó như vậy nó làm cho cuộc đời bạn nó sao bằng và các bạn không có thể khởi nghiệp được. Các bạn hãy bắt đầu từ vị trí chúng ta đang đứng. Nếu các bạn không có tiền, các bạn cũng phải bắt đầu và đi tìm hỏi những cái người nào mà họ không có tiền họ vẫn khởi nghiệp được, hãy hỏi họ, hãy chơi với họ, các bạn sẽ có cái cách để các bạn ra khởi nghiệp. Hoặc là
Mình luôn nói là không có tiền thì cứ tập trung làm nó sẽ có tiền, không có kinh nghiệm thì làm hoài nó sẽ có kinh nghiệm. Nếu các bạn chưa có đam mê, chưa biết mình đam mê gì thì cứ làm đi, rồi một ngày các bạn sẽ biết các bạn mê cái gì. Các bạn nhận ra điều này mà và cái bước tiếp theo nữa của việc ra khởi nghiệp của lưỡi thứ tư đó, nghĩa là các bạn phải biết bán hàng. Chúng ta không biết bán hàng, cái cuộc chơi của kinh doanh đó là chúng ta phải có được khách hàng, mà có được khách hàng thì chúng ta phải biết bán hàng, phải tập kỹ năng bán hàng. Nhiều người ra khởi nghiệp mà không có kỹ năng bán hàng, cứ mở cửa hàng xong ngồi đó thụ động quá, ai tới thì có mua không có. Nếu mà bạn đặt mà gì xảy ra, nếu mà mở cửa hàng đó không có ai tới thì chúng ta phải có khả năng hút mọi người về, rồi mọi người tới thì chúng ta phải làm sao để họ mua hàng nhiều hơn. Chúng ta phải có khả năng bán hàng, chúng ta phải có khả năng marketing tiếp thị, nghĩa là chúng ta phải có khả năng làm cho nhiều người biết, thu hút họ về. Chúng ta có phải có khả năng thu hút trên Facebook, chúng ta có phải khả năng thu hút trên Google, trên YouTube, chúng ta phải có khả năng hút những cái hội nhóm về với cái cửa hàng của chúng ta, về với cái quán của chúng ta. Chúng ta phải có kỹ năng đàm phán, với nhân viên cũng đàm phán, với đối tác cũng phải đàm phán, với chính quyền cũng đàm phán. Các bạn nhận ra điều nào? Các bạn không có tiền thì các bạn phải giỏi đàm phán. Đàm phán là cái một trong những khâu thuyết phục người ta đồng ý một cái luận điểm gì đó của mình, thuyết phục người ta đồng ý một cái gì đó mà các bạn chưa có, thì các bạn phải thuyết phục để các bạn có đó. Các bạn nhận ra điều này chưa? Rồi các bạn phải có kỹ năng làm việc với con người. Khởi nghiệp thì cứ tư duy chúng phải tích cực, và chúng ta phải có kỹ năng làm việc với con người. Với cái người nào chúng ta cũng có thể làm việc được, với anh công an chúng ta làm việc theo một cái kiểu khác, với nhân viên chúng ta làm việc với khác, với đối tác chúng ta làm việc với kiểu khác, với đối thủ chúng ta làm việc một cái kiểu khác. Chúng ta phải có khả năng làm việc với tất cả các nhóm người. Tóm lại, muốn ra khởi nghiệp các bạn phải vừa học vừa làm rất là nhiều. Nếu các bạn chỉ có chăm chỉ siêng năng leo ra làm đó, điều đó chưa đủ, hoàn toàn không có đủ. Điều đó là tốt nhưng mà hoàn toàn không có đủ. Các bạn phải đi học hỏi từ người thầy, học hỏi từ những người kinh doanh đã thành công, học hỏi từ những người bạn bè của mình, thậm chí học hỏi từ những người họ đã thất bại nữa, học hỏi từ cái ông sơm đi ở ngoài đường kia, học hỏi từ cái đường người bán vé số, họ có gì mà họ đi bán vé số được. Chúng ta phải học hỏi chứ không phải là ngồi mà tự phụ đó là ta biết hết rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vâng, như vậy là có thể nhắc lại cái ý quan trọng của thầy Duy là khởi nghiệp mà cũng có thể là bắt đầu từ những cái nhỏ thôi, chứ không có gì phải đáng sợ lắm. Không có gì phải đáng. Nhiều người rất là lo sợ, nhưng mà cứ phải chờ đợi đủ điều kiện, đủ tiền. Thực ra thì khởi, như thầy nói là khởi lên một cái gì đó thì nó sẽ bắt đầu từ nhỏ và nó đi lên rất là bền vững. Đúng, đúng. Như vậy thì có thể thầy có thể là bây giờ là cái phần thưởng của cuộc đời ấy, khi mà khởi nghiệp, cái làm cái anh khởi nghiệp mà anh làm chủ ấy, nó hạnh phúc như thế nào. Cho nên là cái đó cũng là một cái động lực rất lớn để các bạn có thể ra và chọn cho mình cái làm chủ. Đúng rồi, cái này là cái mà nó rất là quan trọng nè. Nhắc lại cái ý của bạn là đúng rồi, khởi nghiệp nó đâu có gì nguy hiểm đâu. Nó có gì, các bạn như là mình ví dụ nè, khởi nghiệp nó dễ hơn các bạn băng qua đường. Cái trung tâm B-training ở ngay chỗ 199 Điện Biên Phủ, cái đường Điện Biên Phủ, các bạn thấy tốc độ xe chạy rất là nhanh. Và hàng ngày mình thấy mọi người băng từ đầu đường này qua bên kia đường, quá nguy hiểm gì, chỉ cần chặt một chút xíu mà chết người liền, còn là phải tai nạn, phải... nó rất là ảnh hưởng của gãy chữ gãy tay gớm. An tâm đi, khởi nghiệp nó không hoàn toàn rớt vào cái chuyện đó, khởi nghiệp nó chả té đâu, nó không có té đâu, nó như vậy, khởi nghiệp nó cũng không có gây nguy hiểm như cái việc băng qua đường, thì cùng lắm chúng ta hết tiền thì ăn mì tôm, mà cái giai đoạn ăn mì tôm nó cũng hay lắm, nó làm cho chúng ta quyết tâm hơn. Mình nhớ lại giây phút bây giờ, mình luôn nhớ lại những cái giây phút thời xưa, cái thời khổ nó luyện của người chúng ta lên một cái định mới. Vậy thì cái phần thưởng của khởi nghiệp nó là gì? Thứ nhất phần thưởng của khởi nghiệp đó là chúng ta được làm chủ, đúng nghĩa là cái từ làm chủ thời gian, làm chủ suy nghĩ, làm chủ các quyết định, làm chủ các mối quan hệ, được làm chủ cái cảm giác làm chủ nó sướng lắm. Làm chủ thời gian nghĩa là có thể bạn làm việc 5 giờ sáng, có thể bạn làm việc 7 giờ sáng, có thể bạn làm việc 10 giờ đêm, chả ai cấm cản các bạn. Ok, bạn có thể ngồi ở nhà các bạn làm việc, có thể ra quán cà phê ngồi làm việc, ra ngoài bãi biển cũng ngồi làm việc. Ok, bạn ngày Tết thích thì ra làm việc, nửa đêm thích thì thức dậy làm việc cho ta mà. Xuống, cái từ làm chủ các mối quan hệ, thích quen ai thì quen, thích
xây dựng mối quan hệ với ai thì xây dựng một mối quan hệ khắp mọi nơi trên thế giới này, không nhất thiết phải ở Việt Nam. Đó là thứ nhất là được làm chủ cái gì đó nó thích lắm. Cái thứ hai là chúng ta được gì, được phát triển năng lực và kỹ năng của con người. Cái thế giới của nhà nó thách thức dữ lắm các bạn, nó thách thức không thể tưởng. Thách thức là sao? Ngày hôm nay bạn làm gì đó nó rất là tuyệt vời, nhưng ngày mai nó lại không còn đúng nữa, và chúng ta phải làm, và chúng ta nghiên cứu tiếp. Bây giờ mình ví dụ bạn năm 2009 á, là bạn nào mà biết hệ là 8 9, các bạn mà chỉ biết mà lên online á, các bạn chỉ biết dùng blog, viết blog là các bạn đã kinh doanh có khách hàng này rồi. Mà thoáng 1-2 năm sau cái blog nó không còn hiệu quả nữa, Facebook nó nổi lên thì các bạn phải biết giỏi Facebook. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Cái blog nó không hiệu quả như xưa đâu, các bạn phải giỏi Facebook. Các bạn thấy mọi thứ nó thay đổi rồi bây giờ thì như thế nào? Bạn phải giỏi về YouTube, bạn phải đưa mọi thứ lên YouTube. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Không chủ quan được, làm cái gì là không chủ quan. Các bạn thấy ông Nokia không? Khổng lồ, ok chưa? Một đêm tới sáng không hiểu lý do vì sao mình chết theo không kịp. Kodak à, hãng phim chụp hình Kodak đúng không? Kodak bây giờ nói mấy người lớn tuổi biết, cho mấy đứa trẻ lên nó không biết là ai. Trời ơi, là một ông khổng lồ. Một đêm tới sáng chết. Các bạn chúng ta này, nhiều, rất nhiều những cái công ty lớn chủ quan quá, không theo kịp thời đại. Nó là làm kinh doanh nó hay lắm, nó làm cho cái con người mình luôn luôn đi về phía trước, luôn luôn phá cái điểm, sử dụng hết năng lực. Cái đó là một trong những cái phần thử luôn thách thức cái con người mình. Cái thứ ba của việc làm kinh doanh đó là các bạn tạo ra được tài chính tốt, thu nhập cao, dễ có được gì dễ có được có nhà, có cửa, có tài sản. Và đặc biệt nếu các bạn biết cách kinh doanh bền vững, các bạn luôn tích lũy được cái tài sản của mình để các bạn gì an tâm tuổi về già. Cái đây là một cái tại sao mọi người hay thích đóng bảo hiểm, tại sao mọi người hay thích lương hưu, vì họ sợ cái về già. Cái thứ tư là kinh doanh là môi trường tuyệt vời nhất mà các bạn đào tạo cho con cháu của mình. Nó được làm việc trong công ty, nó được đi với bạn làm ăn với đối tác này, làm ăn với các bạn đào tạo nó như từ trong trứng nước luôn. Như ví dụ như mình, bố mẹ mình đâu ra kinh doanh đâu, nên mình bước chân vào Sài Gòn 18 tuổi có biết kinh doanh nó là gì vậy đâu. Các bạn vô đây này rồi vô đây cứ mày mò rồi tự biết kinh doanh. Bây giờ mình cam kết với các bạn luôn, con mình 15 tuổi nó kinh doanh tốt rồi. Vì sao nó kinh doanh tốt? Rồi bây giờ nó mới có 4 tuổi rưỡi, nó đã đi với mình rồi, nó đã đi ăn tiệc với mình, ngồi trên các bạn như ra điều nào mà rồi hàng ngày nó nghe nói toàn là những cái câu chuyện về kinh doanh. 15 tuổi nó kinh doanh tốt rồi, các bạn ơi, cái thế hệ con mình các bạn an tâm lắm. Các bạn cũng chả sợ nó học thi rớt, cái cũng không sợ là nó có học anh văn giỏi hay không giỏi, nó thi tốt nghiệp 12 học đại học nó có rớt, các bạn cũng không có sợ vì chắc chắn nó đã biết kinh doanh rồi. Các bạn cái đó là cái phần thử tiếp theo, nó là gì ạ? Đó là chúng ta được đi khắp mọi nơi trên thế giới, ai không muốn đi nhiều hơn. Qua năm suốt tháng cứ ở mãi thành phố Hồ Chí Minh này, các bạn thấy cuộc đời nó còn gì thú vị nữa. Bản thân mình thì mình đi được 15, 16 nước rồi. Ok chưa? Sắp tới nè, không có gì thay đổi, mình đang nộp visa nè, để đi Anh nè. Ok, không có gì thay đổi, thì cuối tháng 10 này mình đi Anh các bạn thấy nè. Rồi mình sẽ đi rất là nhiều nước trên thế giới nữa. Các bạn nhớ mà, được đi khắp mọi nơi. Và cái tuyệt vời nữa là gì? Có cơ hội giúp nhiều người khác. Giúp nhiều người khác là như thế nào? Bạn tuyển nhân viên vào, bạn giúp cho nhân viên nó làm, nó phát triển mỗi ngày, nó lãnh lương, nó sống, nó nuôi cuộc đời nó nuôi cả gia đình nó. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Cái thứ hai là gì? Bạn có cơ hội để lại di sản cho xã hội. Bạn tạo ra sản phẩm, cái sản phẩm của bạn rất là nhiều người dùng và mang lại lợi ích cho xã hội. Và đây nó còn nhiều phần thưởng nữa, nhưng mà nói ngắn gọn trong những cái phần thưởng đó, nên là cái cuộc đời mà làm kinh doanh á, chúng ta, các bạn đi làm những cái lĩnh vực khác, ok, mình không nói, nhưng mà chúng ta cũng sinh ra từ 0 tuổi, chúng ta cũng sống lên 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, rồi chúng ta cũng sẽ mất. Ok, cuộc đời chúng ta đâu có dài đâu. Tuy nhiên, cũng cái hành trình đó, các bạn làm lĩnh vực khác, mà cái hành trình đó các bạn làm kinh doanh, thì cái hành trình làm kinh doanh đó, nó có rất là nhiều phần thưởng ý nghĩa cho cuộc đời của các bạn. Đó là lý do vì sao mà từ năm 2009 tới giờ, mình mở những chương trình giúp cho các bạn ra sửa cho mình một cái doanh nghiệp riêng.
Cảm ơn cái câu hỏi rất là tuyệt vời của nhà báo Quý Lâm. Rất là cảm ơn buổi chia sẻ hôm nay của thầy Nguyễn Thái Duy, và chúc cho Bee Training và thầy Nguyễn Thái Duy ngày càng giúp được nhiều doanh nghiệp hơn, giúp được nhiều bạn trẻ khởi nghiệp một cách tự tin và không phải lo lắng nhiều. Cảm ơn nhà báo Quý Lâm có những câu hỏi rất là hay.